Như bài viết trước phần y danh mục những cây thuốc nam quý, hiếm cho người Việt gồm, cà ga leo, chảo cổ lam, hà thủ ô, đan sâm, sâm cau. Trong bài viết này sẽ giới thiệu nốt 5 loại cây thuốc nam quý, và hiếm thuộc top 10 loại cây thuốc nam quý hiếm cho người Việt, mà Dược liệu Tuệ Linh chú trọng đầu tư phát triển, mang đến người dùng Việt những dược liệu sạch tốt cho sức khỏe. Xem thêm, tổng hợp cây thuốc nam quý, hiếm cho người Việt phần y ba kích giới thiệu về ba kích tên khoa học, Moringa of Viking Alice House, tên gọi khác, ba kích, ruột gà, thao tài cái bán, ba kích thiên, sấy cái thái, chậu phóng xì tày, chổi hoàng kim, chạy kỳ ạn đòi dao. Thuộc họ cà phê Rubiaceae, ba kích có vài chục loài trên thế giới gồm phân lớn là những cây bụi, cổ nhỏ hoặc dây leo, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới. Ở Việt Nam hiện đã biết khoảng gần chục loài. Trong số 3-4 loài dây leo, ba kích là một cây thuốc quan trọng. Ba kích mới chỉ thấy phân bố ở một số tỉnh Trung Du và miền núi thấp phía Bắc, bao gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình và Hà Tây. Một vài địa phương khác cũng đã phát hiện thấy cây ba kích nhưng không đáng kể. Cây còn phân bố ở tỉnh Quảng Tây, Vân Nam, của Trung Quốc. Tác dụng của ba kích có tác dụng làm tăng khả năng giao hợp, đặc biệt đối với những trường hợp giao hợp yếu và thưa. Ba kích có tác dụng tăng cường sức dẻo dai, mặc dầu nó không làm tăng đòi hỏi tình dục, không thấy có tác dụng kiểu androgen. Ba kích còn có tác dụng hỗ trợ cải thiện hoạt động sinh dục, cũng như điều trị vô sinh cho nam giới. Ba kích có tác dụng tăng lực rõ rệt cho tuổi già, cải thiện tình trạng kém ăn, đau mỏi khớp, kém ngủ, mệt mỏi, gầy yếu. Hơn nữa theo tài liệu cổ, ba kích chữa dương thủy chi tinh, phong thấp cước khí, gân cốt yếu mềm, lưng gối mỏi đau. Là một vị thuốc bổ trí não và tinh khí, chi mộng tinh, phụ nữ kinh nguyệt hồng đều, bệnh phong thấp. Ba kích có rất nhiều tác dụng bồi bổ sức khỏe. Xem thêm, cây ba kích ráy gai mô tả cây ráy gai tên khoa học Lasia spinosa, L. Thoites. Hay còn được gọi là củ chóc gai, sơn thuộc gai, rau mát gai, rau chân vịt, khoai sọ gai, cây cựa, lạng đờn, kho thuộc họ ráy Areca. Ráy gai là một chi nhỏ có hai loài. Phân bố ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á, thuộc các nước Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Sri Lanka, Campuchia, Lào, Việt Nam và một phần lãnh thổ phía Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, chỉ có một loài là ráy gai, phân phố rải rác khắp các địa phương ở vùng đồng bằng, trung du và núi thấp. Ráy gai là loại cây ưa nước, có thể chịu bóng, thường mọc thành đám lớn bờ ao hồ, bờ suối hay kênh rạch. Cây sinh trưởng, phát triển gần như quanh năm, ra hoa quả nhiều và có khả năng đẻ nhánh khỏe. Khi quả chín rụng, phát tán nhờ nước. Việt Nam có nguồn ráy gai tương đối dồi dào. Bên cạnh quần thể mọc tự nhiên, người ta còn trồng ráy gai dọc theo bờ ao để tránh sói lở, và tạo thêm nơi trú ngụ cho cá. Công dụng của ráy gai theo kinh nghiệm dân gian thường được dùng để chữa ho, đau bụng, phù thủng, tê thấp, lưng, đầu gối đau, bàn chân tê buốt, suy gan, chi chứng cho sốt rét. Ngoài ra xưa kháng chiến ráy gai được dùng để chữa viêm gan, vàng da, cơ thể suy nhược sau khi bị sốt rét có kết quả tốt. Ở Trung Quốc, ráy gai được dùng chữa ho, phế nhiệt, nước tiểu vàng đỏ. Ở Malaysia, ráy gai là một thành phần trong bài thuốc chữa ho. Ở Indonesia, nước hãm của rễ dùng cho đàn bà sau khi đẻ, nước sắc rễ và thân chữa các cơn đau thắt. Thân rễ ráy gai có vị cay, tính ấm, có tác dụng tiêu đờm, trừ suyễn như vị bán hạ và thanh nhiệt, giải độc. Ráy gai có tác dụng tiêu đờm, trừ suyễn như vị bán hạ và thanh nhiệt, giải độc. Xem thêm, củ ráy gai chữa bệnh dị mật nhân giới thiệu về mật nhân tên khoa học, Yuricum melonkifolia, hay còn được gọi là cây bá bệnh, bách bệnh hay hậu phát nam có danh pháp hai phần là Yuricum melonkifolia. Đây là loại cây mọc, được biết đến là một vị thuốc dùng trong đông y cây thường xuất hiện, ở nhiều nơi trải dài khắp cả nước, nhưng phổ biến nhất là ở khu vực các tỉnh vùng núi và miền Trung. Chúng mọc trong các khu rừng thưa, dưới tán các cây gỗ lớn ở vùng Tây Nguyên, Trung Nam Bộ như Đắk Lắk, Ninh Thuận.
và cây mật nhân này được chúng tôi được chọn lựa kỹ càng và có dược tính cao hơn so với xuất xứ từ những nước khác. Công dụng của cây mật nhân. Cây mật nhân có khá nhiều công dụng đa dạng, mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Một trong những tác dụng đặc biệt nhất của cây mật nhân là tác dụng tăng cường sinh lý nam giới. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra cây mật nhân có tác dụng tăng cường sức khỏe tình dục cho nam giới, kích thích cơ thể tăng tiết hormone giới tính nam một cách tự nhiên, ngăn chặn các dấu hiệu suy giảm khi bước vào độ tuổi trung niên như giảm sự ham muốn, chất lượng sinh hoạt tình dục, xuất tinh sớm. Ngoài ra cây mật nhân còn biết đến giúp kích thích tiêu hóa, ăn ngủ ngon, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các khối u, ngăn ngừa viêm gan B, giảm đau nhức xương, khớp và hỗ trợ điều trị gút. Rễ cây mật nhân mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Xem thêm, cây mật nhân chữa bệnh gì? Tam thất mô tả về cây tam thất. Tam thất tên khoa học là Panax pseudoginseng, hay còn được gọi là sâm tam thất, kim bất hoán, điện thất nhân. Sâm là một loài thực vật có hoa trong họ cuồn cuộn. Cây tam thất được trồng từ lâu, nhưng đối với một lượng ít ở tỉnh Hà Giang, Đồng Văn, Lào Cai, Mường Khương, Bát Sát và Lùng, Cao Bằng, tại các vùng núi cao 1.200-1.500m. Cần chọn những nơi sườn núi ít gió mạnh, phải làm giàn che nắng và phải rào để bảo vệ chuột, sóc hay đến ăn củ. Cây tam thất còn được trồng ở Trung Quốc, Vân Nam, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Giang Tây. Vân Nam trồng nhiều nhất và tam thất Vân Nam được coi là tốt nhất. Tác dụng của cây tam thất. Tam thất vị ngọt, hơi đắng, tính ôn, vào hai kinh can và vị. Có tác dụng hành ứ, cầm máu, tiêu thủng, dùng chữa thổ huyết, chảy máu cam, lì ra máu, đẻ xong máu hôi không sạch, ôn thủng, bị đòn tổ thương, thiếu máu nặng, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ít ngủ. Kinh nghiệm dân gian, tam thất có thể chữa được một số trường hợp như ung thư, ung thư vú, ung thư máu. Nhân dân coi tam thất là một vị thuốc cầm máu, dùng trong các trường hợp chảy máu, bị đánh tổn thương, vì ứ huyết mà sưng đau. Cây tam thất tỏa dương. Giới thiệu về cây tỏa dương. Tỏa dương tên khoa học Baylen of Hora SP, hay còn được gọi là nấm ngọc cẩu, ngọc cẩu, gió đất, cây cu gió, củ ngọc núi, hoa đất, cây không lá, xà cô, ký sinh hoàng. Cây thuộc họ gió đất. Baylen of Horaceae tỏa dương là dạng hình thái tương đối khác biệt trong giới thực vật có hoa. Trên thế giới, có khoảng 20 loài, chúng phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới châu Á, châu Phi và Australia. Một số loài phân bố cả ở vùng cận nhiệt đới và ôn đới ẩm, nơi đã phát hiện một trong ba loài này mọc tập trung nhất là vùng núi Bác Đái Sơn, thuộc huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, độ cao khoảng 1.600m. Hiện nay đã có hai loại của gió đất được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Nhìn chung, các loài của gió đất thường chỉ phát hiện thấy trong các loại rừng kính thường xanh ẩm, hoặc rừng cây lá rộng, núi đá vôi. Công dụng của tỏa dương. Tỏa dương có rất nhiều công dụng, giúp bổ thận tán dương, bồi bổ cơ thể, chống viêm, kích thích miễn dịch, chống co giật, an thần, mạnh gân cốt, ôn trung táo thấp. Củ gió đất được nhân dân đại phương dùng làm thuốc bổ, kích thích ăn ngon miệng, chữa đau bụng, nhức mỏi chân tay, nhất là dùng cho phụ nữ sau sinh, mới ốm dậy, chống lại sức. Dạng dùng thông thường là sự thuốc. Cây hái về rửa sạch, thái mỏng, sao qua, rồi ngâm rượu với tỷ lệ 1 giờ 5 phút trong 1 tháng hoặc càng lâu càng tốt. Rượu có màu đỏ sẫm, vị hơi chất đắng. Ở Malaysia, tỏa dương còn được dùng làm thuốc kích chuột. Tỏa dương. Xem thêm, tỏa dương chữa bệnh gì. Trên đây là 5 cây thuốc nam quý, hiếm cho người Việt, thuộc top 10 loại cây thuốc nam quý mà Dược liệu Tuệ Linh chú trọng đầu tư nuôi trồng đến khâu sản xuất để cho ra những loại dược phẩm sạch, mà Dược liệu Tuệ Linh hướng tới khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như đạt tiêu chuẩn WHO. Nếu còn câu hỏi gì thắc mắc về công dụng cũng như sản phẩm, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc, giúp bạn có thêm những thông tin đáng tin cậy. Let's look at why.